Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn anh em vệ sinh cái máy lạnh. Đó, cái máy lạnh đó anh em thấy không? Cực kỳ đơn giản tại nhà. Anh em mà thấy hay thì nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Đó, anh em thấy máy lạnh chưa? Còn có máy lạnh này là máy lạnh Daikin 2HB. Một ngửa hay ngửa rưỡi đều vệ sinh như nhau nha anh em. Vì này dòng này là máy lạnh treo tường nên là vệ sinh khá đơn giản. Để mà vệ sinh máy lạnh này treo tường này á thì chúng ta cần phải có những cái dụng cụ. Đó là một cái thang này anh em này. Đó. Tiếp theo là một cái máy bơm cao áp. Một cái phễu để hứng nước. Và hai cái xô. Một cái xô dùng để chứa nước và một cái xô dùng để hứng nước cạn bẩn nha anh em. Đó. Đầu tiên thì chúng ta phải tắt nguồn cho máy lạnh nha anh em. Ví dụ máy lạnh đang chạy như vậy, chúng ta bấm tắt đi. Đây. Đó. Nếu mà máy lạnh này có CB riêng thì chúng ta cúp luôn cả cái CB riêng của cái máy lạnh để cho khi mà mình về tiến hành vệ sinh cho thật sự an toàn. Nhưng mà ở đây thì máy không có CB riêng nên là mình chút xíu nữa cái chỗ mạch điện của máy lạnh là mình sẽ bao bọc kỹ. Đó. Không cho nước nó vào khu vực mạch điện cho nên nó dễ hư. Tiếp theo thì chúng ta tiến hành tháo vỏ của dàn lạnh ra. Cái thang nước cho nó vững vàng nha anh em. Không gì mình thường thường mình làm một mình á. Nên là cái gì phải an toàn trên là trên hết. Trước tiên là mình tháo hai cái cánh đảo ở trước. Rồi, tháo hai cái lưới lọc bụi. Rồi, tiếp theo là chúng ta tháo những ốc của cái vỏ dàn vỏ nhựa này. Vì làm cho liên quan tới điện đài chúng ta phải hết sức cẩn thận. Rồi. Hơi khó lấy nè, dàn hai. Thường thường là dàn máy lạnh mà hai người thì nó hơi khó lấy hơn một nửa xíu. Ta giúp thò tay là mình mà giúp mạnh mạnh ra tí. Thường thường nó sẽ có những cái lẫy để giữ cho cái dàn nhựa này. Có điều kiện thì mình cần thêm một người nữa để phụ để mà tiến hành vệ sinh nó sẽ nhanh hơn nha anh em. Tiếp theo là chúng ta cần phải chuẩn bị một cái cọ. Đây, cái cọ như thế này nha anh em. Cọ khô. Để chúng ta vệ sinh cái khu vực mạch điện của cái dàn lạnh này. Vì đa số trên dàn lạnh thì toàn bộ là mạch điện cả. Nên chúng ta phải khi mà vệ sinh á, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Cái vô tình máy đang chạy bình thường vệ sinh không cái máy hết chạy nữa thì xác định luôn nha anh em. Đấy. Thường thường máy lạnh ở nhà mình sử dụng là khoảng 6 tháng đến 1 năm thì chúng ta nên vệ sinh một lần. Để tăng cái độ lạnh và cái hiệu suất sử dụng, hiệu quả sử dụng của cái máy lạnh.
Vì máy lạnh mà bám bụi bẩn thì thường thường nó sẽ dẫn đến nhiều cái sự khô khát. Mà cái đầu tiên trên hết là máy sẽ không còn lạnh nữa và sẽ phát ra tiếng ồn khá lớn. Rồi. Khi mà chúng ta đã quét xong hết cái phần bụi của phần bo mặt thì chúng ta kiếm một miếng vải nhỏ để tủ cái phần bo mặt lại. Khi mà tủ cái này với mục đích là khi mà chúng ta xịt nước vào cái dàn tản nhiệt này, dàn làm lạnh này á, thì nó sẽ không bị dâng nước vào trong cái phần bo mặt đó. Kỹ vào cái phần bo mặt. Ok, tiếp theo thì chúng ta lắp cái phễu vào cho dàn. Lắp cái phễu để hứng nước bụi bẩn. Đây nè. Đó. Cái phễu này thì mình đi ra tìm điện lạnh đó. Đây anh em thấy. Thì sẽ hỏi bán cho cái phễu để mình vệ sinh máy lạnh này, người ta sẽ bán cho mình. Cái phễu này với mục đích là bọc máy lạnh của mình, bọc cái dàn lạnh của mình lại. Khi mà mình xịt để vệ sinh cái dàn lạnh này thì nó sẽ không bị nước chảy tràn lan ra ngoài. Đó, anh em xem kỹ hết. Tôi đã vào hết chưa? Đấy. Để nó chảy ra ngoài dẫn đến là bị dơ nền hay là kiểu. Đây, như lúc đầu em có nói thì chúng ta cần chuẩn bị hai cái xô đó. Đây, một cái xô để hứng nước bẩn và một cái xô để chứa nước để bơm cao áp hút lên và xịt cái dàn tản nhiệt kinh dàn lạnh. Đó. Rồi thì chúng ta tiến hành là ráp máy bơm và vệ sinh dàn lạnh. Rồi thì chúng ta tiến hành xịt dàn lạnh thôi. Cắm máy bơm cao áp vào này. Còn phải xịt thử để cái bét này nó thật sự là nhẹ. Vì ở phía trên cái dàn lạnh này á, là nó sẽ có những cái lá nhôm tản nhiệt rất là mỏng. Khi mà chúng ta vô tình mà cái lực áp của cái máy bơm này nó quá mạnh thì dẫn đến móp hết những chiếc lá nhôm tản nhiệt này, nên là anh em phải cho những cái máy bơm cao áp thì hiện tại bây giờ nó rất là mạnh, dùng để xe rửa xe máy rồi đó mình phải điều chỉnh cái bét phun này thật sự là phù hợp. Khi mà cắm máy rồi xong rồi mình nên thử bét trước đó, như thế bạn cho nó cái chiều mà nó phù hợp với cái lực cái mà mình lướt qua lướt lại thế này. Ok, chúng ta nhớ là hết sức cẩn thận, không cho nước vào khu vực mặt điện.
quả táo. Đây trong này nó có một, sẽ có một cái lồng sắt, biết anh em có thấy xa quá anh em có thấy rõ không biết. Mình sẽ xịt làm sạch cái luôn cái lồng sắt này. Điều chỉnh lại cái lực sao sao cho nó phù hợp, nó mạnh quá thì nó sẽ mót những lát nhôm này, dẫn đến tình trạng là nó không còn tải nhiệt nữa và tải nhiệt kém. Chúng ta tiến hành là làm sạch những cái lưới lọc này.
rồi trong bồ cầu cũng được, chúng ta xịt. Cái lưới lọc này dưới là để lọc lại bụi bẩn, trong cái thời gian sử dụng thì nó sẽ ngăn chặn được phần nào vào trong cái phần cái bộ những cái lá nhôm tản nhiệt. Ta xịt sơ. Gọi thợ đến vệ sinh máy lạnh thì thường thường một máy là tầm 150-200 ngàn một máy rồi. Chúng ta vì sao mà chúng ta không tự vệ sinh tại nhà? Cái này là những cái các bước để mà mình vệ sinh phần dàn lạnh của máy lạnh thôi. Còn sẽ tới phần dàn nóng nữa. Nhưng dàn nóng đơn giản lắm, không có việc gì hết. Chúng ta cắm máy và chúng ta xịt vào những cái lá tản nhiệt thôi. Này là cái nắp để chen để bảo vệ cái phần mặt điện của cái dàn lạnh đấy bạn. Vệ sinh máy lạnh có mục đích để máy lạnh nó chạy đúng công suất của nó. Máy lạnh là bụi bẩn này kia nó sẽ chạy thì máy dẫn đến hao điện và chất lượng lạnh không đảm bảo. Vì vậy nên anh em có thời gian á, nên vệ sinh máy lạnh ở nhà mình đó. Từ 3 đến 6 tháng mình vệ sinh một lần. Vệ sinh này từ máy lạnh tính ra có nhiều cái lợi lắm anh em, ví dụ mình phát hiện được những cái con vật nó chui vào đây nó nằm trong này, nó kẹt ở trong này. Mình có đi vệ sinh số máy lạnh mình thấy hàng lành chui vô chết luôn trong này luôn, dẫn đến là hư hỏng mạch điện, nó bị chạm nó kém cái điện nữa. Rồi ok, giờ chúng ta tiến hành là lên ráp thôi. Rồi chúng ta giờ tiến hành lắp lại cái dàn vỏ cho cái dàn lạnh thôi. Lúc nãy mình tháo những cái nào ra trước thì mình sẽ lắp lại vào sau. Tháo cái nào ra sau cùng thì mình sẽ lắp lại vào trước. Đó, giờ mình trước tiên mình lắp lại cái khung này trước. Khung này đa số nó sẽ bắt thành khớp nên anh em. Khi mà ráp á, muốn sát mình phải đóng cho bắt mạnh tay một chút. Sát nhìn sát hay không mà nhìn mình những cái khe này đó. Tiếp theo là chúng ta đúng ra là sẽ có những con ốc cách vào những cái khu vực này đấy. Nhưng mà hình như được vệ sinh mấy lần trước mấy anh kia anh lụm luôn hay sao ấy, không ảnh hưởng gì nhiều. Để che bảo vệ mặt đi.
lời khuyên chân thành cho anh em nhé, khi mà mình vệ sinh máy lạnh là tốt nhất là hai người sẽ có phụ đưa đồ lên cho mình để mình lắp ráp, chứ một mình mà cái thang cao thế này đi lên đi xuống cái vệ sinh một cái máy lạnh xong cái đói luôn anh em. Ở mình đây công ty nên là chỉ có một mình thôi. Chúng ta tiến hành lắp quạt đảo, cánh đảo. Nó đơn giản, nhìn nó thấy cầu kỳ, thực ra nó đơn giản lắm, không có gì hết. Ok. Tiếp theo lắp lưới lọc bụi. Rồi, theo rồi chúng ta lắp cái nắp này vào. Sơ lại một lần nữa. Rồi, chúng ta cho chạy máy thôi. Nãy giờ cũng khá khô rồi. Tăng quạt lên luôn, maximum luôn, giảm nhiệt độ xuống còn tầm 20 độ để cho máy chạy. Đó. Mát lạnh liền anh em. Điều chỉnh đảo hướng gió để nó phù hợp với lại cái hướng mà mình muốn. Ok. Lau sơ một phần nữa làm nữa khu vực mình nè. Vệ sinh rồi mình xuống. Tiếp theo thì chúng ta vệ sinh dàn nóng của máy lạnh. Vệ sinh dàn nóng thì cực kỳ đơn giản nha anh em. Chúng ta cũng ráp máy bơm cao áp rồi thử bếp và vệ sinh dàn nóng này là thôi.
cảm ơn anh em đã xem video nha. Vậy là xong cái quá trình mình vệ sinh cái máy lạnh ở nhà, cực kỳ đơn giản. Anh em mà thấy hay hữu ích.